Mời thật to, đừng mời rộng quá. Một thay đôi lớn có thể thật đáng sợ. Nhưng nhà to đừng có dọa em, bởi em có Pico chơi với em. Pico quay lại. Nhà mời thật to, đừng mời rộng quá. Một thay đôi lớn có thể thật tuyệt. Hả? Pico, chắc nó ở trong phòng mới của cậu đó. Phòng mình đây, phòng thật mới, có game, có chơi và ngủ mơ ở đây. Yeah. Phòng mình đây, phòng thật mới thật tuyệt. Vừa làm sao khi được sống bên bạn. Pico, nhà bếp mới, cô mẹ đây, xem chưa, tôi không quên tất cả món ngon. Nhà bếp mới, cô mẹ đây, thật tuyệt vời làm sao khi được sống bên bạn. Mời thật to, đừng mời rộng quá. Một thay đôi lớn có thể thật tuyệt. Còn sân sau, thế thao cho nơi nơi đây cũng rất vui. Còn sân sau thật tuyệt vời làm sao khi được sống bên bạn. Pico. Và này là tổ ấm, cả nhà sẽ vui chơi, mua cá, đọc sách nhà, làm thú công. Và này là tổ ấm, cả nhà sẽ vui chơi, thật tuyệt vời làm sao khi được sống bên bạn. Pico, nhà mời thật to, đừng mời rộng quá, một thay đôi lớn tuyệt vời làm sao. Chào mừng hàng xóm mới. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Đàn piano chơi mê say, hòa nhịp theo đôi bàn tay, nào nghe. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Đàn guitar có sâu dưới đây, cùng hòa vào câu ca lời hay, nào nghe. Nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Kìa từng nhịp chấm đánh thật chân, cùng hòa nhịp theo tay và chân, nào nghe. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Violon siêu sắc thật cao, dịu dàng cùng cây vĩ độc đáo, nào nghe. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Kèn tu ba vang trầm ân, miệng thổi với nốt ta băm, nào nghe. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Kìa nhẹ nhàng ông sao lên tiếng, dịu kỳ ấm áp thân tiên, nào nghe. Hãy đến đây để xem bạn nhạc đang chơi thật hay, với những môn thú thật vui. Kìa mộc cầm với chiếc gậy gỗ, từng hồi vang theo nhịp gõ, nào nghe.
xem ban nhạc đang chơi thật hay với những món thú thật vui. Chạy thật nhanh và mau sáng, nào mình cùng lái xe.
đạp xe ô tô. Ô tô chạy thật nhanh và mau sáng. Nào mình cùng lái xe ô tô rồi đến tô màu gì đây? Xanh bẻ. Xe đường thứ ba tô bằng màu biển. Xe đường thứ ba thì tô xanh biển. Xe đường thứ ba tô bằng màu biển. Chia cho nhau.
Bạn này thế nào, bạn này thế nào, thật vui đón chào, thật vui đón chào. Chú thỏ nhỏ, em thích cánh bướm xanh.
sắc màu. Em thích chú voi hiền lành, thích tiếng chim đang lội bay. Em thích áo mây trắng ngần, lững lờ trôi trên trời. Bum dia da 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 bum. Rất đẹp, rất thích ếch xanh xanh, rất thích chú vịt con nè, rất thích chú trâu trong nhà, hát giai điệu hay tuyệt. Bum dia da 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 bum. Ôi núi thích là tôi thích những bông hoa đã hoa thủy tiên xinh đẹp. Tôi rất thích nhóm lửa cháy khi ánh sáng bắt bùng. Bum dia da 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 bum. Bum dia da bum dia da bum dia da bum dia da bum. Hoa trang xinh xinh.
vui quá, hoa thành ai cũng vui thôi mà. Sẽ dịu và mau mau lành.
nhàng mẹ hôn lên trán con nhé, vết thương sẽ dịu và mau mau lành. Em à sao thế anh, ngón tay bị thương vì anh đông đinh, giúp anh với nào, đau quá đau, mau giúp cho anh bớt đau nào. Rồi đây anh ơi, quấn vào ngay, dù rằng còn đau nín đi cả nhà thương, cả nhà sẽ hôn lên trán anh nhé, vết thương sẽ bác mắt cho nó có trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây kìa một chú bò. E-I-E-I-O. Mình cũng mu mu nha, và mình mu mu nha. Đây ta mu, kia ta mu, không sao đâu ta mu mu. Bác mắt đó nó có trang trại. E-I-E-I-O. Bác mắt đô nó có trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây kìa một chú cừu. E-I-E-I-O. Mình cùng bé bé nha, và mình bé bé nha. Đây ta bé, kia ta bé, không sao đâu ta bé bé. Bác mắt đô nó có trang trại. E-I-E-I-O. Bác mắt đô nó có trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây kìa một chú lợn. E-I-E-I-O. Mình cùng út út ít, và mình út út ít. Đây út ít, kia út ít, không sao đâu là út ít. Bác mắt cho đâu có trang trại. E-I-E-I-O. Yeah. Bác mắt cho đâu có trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây kìa một chú voi đây nè. E-I-E-I-O. Mình cùng bởi mình tút nha, đây tút tút kia tút tút, không sao đâu tút tút. Bác mắt đã nổ to trang trại. E-I-E-I-O. Nhưng voi không sống ở trang trại. Hả? Bác mắt đã nổ to trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây nhiều ca qua nè. E-I-E-I-O. Mình cùng lúc lúc nha, và mình lúc lúc nha. Đây ta lúc, kia ta lúc, không sao đâu ta lúc lúc. Bác mắt đó nó có trang trại. E-I-E-I-O. Yay! Bác mắt đó nó có trang trại. E-I-E-I-O. Ở ngay trong đây kìa nhiều bạn thú xinh đẹp. E-I-E-I-O. Mình cùng ngu ngu đây, bé bé kia. Út 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 út, lúc lúc ôi ghê. Bác mắt đó nó có trang trại. E-I-E-I-O. Cùng đến chơi nơi sân bao kia, cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu vào mười bánh quê này nào, ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh, đội nhà nếu chẳng chiến thắng thì tệ lắm. Vì một hai ba cú bạn đã hụt tại trò chơi sân bao. Cùng đến chơi nơi sân bao kia, cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu vào với bánh quê này nào, ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh, đội nhà nếu chẳng chiến thắng.
là vì một hai ba cú ban đảo rồi tại trò chơi sân bay. Cùng đến chơi nơi sân bao kia, cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quy này, nào ta cùng nhau chia sẻ ba đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh, đôi nhà nếu chẳng chiến thắng thì tè la vì một hai ba cú ban đã một tại trò chơi sân bay. Nơi sân bao kia, cùng đám đông nơi đằng xa, lấy thêm chút đậu phộng với bánh quy này, nào ta cùng nhau chia sẻ bao đông đây. Tiến lên nào, tiến lên nhanh thật nhanh, đôi nhà nếu chẳng chiến thắng thì tè la vì một hai ba cú ban đã hụt tại trò chơi sân bay. Thương nào đi chưa?
Nào mình cùng làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu đó. Mình cùng tìm trái nào đang là màu đó. Mình cùng tìm trái cây nào là màu đó. Dạ, là trái dâu. Nào mình cùng làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu cam ngay. Mình cùng tìm trái nào mang màu cam thế đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu cam ngay. Dạ là trái cam. Làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào màu vàng ngay thôi. Mình cùng tìm trái nào trông vàng như thế đây. Mình cùng tìm trái cây nào màu vàng ngay thôi. Dạ, là trái thơm. Làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu xanh. Mình cùng tìm trái nào mang màu xanh lá. Mình cùng tìm trái cây nào là màu xanh. Dạ, là trái kiwi. Làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu xanh dương. Mình cùng tìm trái nào mang màu xanh dương. Mình cùng tìm trái cây nào là màu xanh dương. Dạ, là Việt Quốc. Làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Mình cùng tìm trái cây nào là màu tím nha. Mình cùng tìm trái nào mang màu tím tím nha. Mình cùng tìm trái cây nào là màu tím nha. Dạ. Làm những que kem nha. Ngon ghê đi kem cầu vồng sao trông ngon quá. Nào mình cùng làm những que kem nha. Tìm ngay xem màu nào đây. Đỏ, cam, vàng, xanh lá, xanh dương, tím. Và mình được ăn thỏa thích luôn. Hay làm một vài chiếc bánh pizza. Ôi thật quá tuyệt. Nhào một sao cho theo. Rồi mình nem, nem, nem. Nhìn thấy
thật ngon ngon ôi bánh đi ra cô gia đình mình. Dùng một chiếc ly nhé, mình sẽ cắt cắt cắt, nhìn thật ngon ngon ôi bánh pizza của gia đình mình. Giờ thì thêm nước sốt, mình cũng thoa thoa thoa, nhìn thật ngon ngon ôi bánh pizza của gia đình mình. Mi son son, mi re do re mi.
nốt nhạc hãy nhớ lấy, khi ghép với nhau sẽ có dài điều hay. Chính cực dài điều được nối lại là ra bài hát, hát ca nhộn nhảy với nhau cùng. Đô rê mi fa sol la si đô, đô rê mi fa sol la si đô. Hình chi đây con, hình chi đây con, hình gì đây nói nghe xem. Cạnh gồm ba bên tạo thành ba góc này, hình gì đây con mau đoán. Dạ là hình tam giác. Giỏi lắm con. Chúng ta hãy tìm những thứ có hình tam giác đây. Giỏi. Tuyệt. Gần đúng. Vì nó có nhiều cạnh hơn hình này. Đúng hình tam giác rồi. Con giỏi quá. Hình chi đây con, hình chi đây con, hình gì đây nói nghe xem. Con mau đoán. Dạ, là hình chữ nhật ạ. À. Giỏi lắm con. Chúng ta hãy tìm những thứ có hình chữ nhật đi. Giỏi. Tuyệt. Gần đúng. Vì nó không đủ bốn góc như vậy. Đúng hình chữ nhật rồi. Con giỏi lắm. Hình chi đây con, hình chi đây con, hình gì đây nói nghe xem. Cạnh gồm năm bên tạo thành năm góc này, hình gì đây con mau đoán. Dạ là hình ngũ giác. Giỏi lắm con. Chúng ta hãy tìm những thứ có hình ngũ giác đi. Giỏi. Tuyệt. Gần đúng. Vì nó không đủ năm cạnh như vậy. Đúng hình ngũ giác rồi. Con giỏi lắm. Hình chi đây con, hình chi đây con, hình gì đây nói nghe xem. Đây con mau đoán. Dạ là hình lục giác ạ. À. Giỏi lắm con. Chúng ta hãy tìm những thứ có hình lục giác đi. Giỏi. Tuyệt. Gần đúng. Vì nó có quá nhiều cạnh. Thử lại nhé. Đúng hình lục giác rồi. Con giỏi lắm. Hình chi đây con, hình chi đây con, hình gì đây nói nghe xem. Một vòng tiêu đôi và chẳng có góc nào. Hình gì đây con mau đoán. Dạ là hình tròn. Giỏi lắm con. Chúng ta hãy tìm những thứ có hình tròn đi. Sáng thức giấc ta nhờ tụ họp thật
bếp bữa ăn hôm nay có gì đây? Vẫn thấy ôi sao ngon quá. Bữa xuống bếp có gì để mình cùng ăn thế? Hãy nấu mau thôi nào. Bánh ngon và thịt đầy mâm, bánh nướng bơ thêm mướn dầu ngơ. Bánh ngon cho con ăn với, bánh nướng mướn dầu tuyệt vời. Bữa xuống bếp bữa ăn hôm nay có gì đây? Bỗng thấy ôi sao ngon quá. Bữa xuống bếp có gì để mình cùng ăn thế? Hãy nấu mau thôi nào. Trứng này thì mình hộp là thích béo thơm, ta hãy đem đi luộc. Trứng này ốp là ngon quá, thích béo thơm đem luộc. Bước xuống bếp bữa ăn hôm nay có gì đây? Bỗng thấy ôi sao ngon quá. Bước xuống bếp có gì để mình cùng ăn thế? Hãy nấu mau thôi nào. Bánh quê thơm bơ sữa thật ngon, có trên nhà ùa trái cây luôn này. Bánh quê nồng nàn thơm bơ sữa với trên nhà ùa này. Bước xuống bếp bữa ăn hôm nay có gì đây? Bỗng thấy ôi sao ngon quá. Bước xuống bếp có gì để mình cùng ăn thế? Hãy nấu mau thôi nào. Xúc xích bao la và mộc phin, xa là trái cây tươi bánh ngon đầy. Xúc xích này và muffin đây, xa là trái cây ngon lành. Bước xuống bếp bữa ăn hôm nay có gì đây? Bỗng thấy ôi sao ngon quá. Bước xuống bếp có gì để mình cùng ăn thế? Hãy nấu mau thôi nào. Chào em, cô là Appleberry. 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 A hai chữ P L E. B E hai chữ R Y. Appleberry. Appleberry. Là cô. Cô giáo cô em rất tuyệt, người tuyệt và nhất thế gian. Cô giáo cô em rất tuyệt và thật lòng này rất quý cô. Vì có những khoảnh khắc quấn quýt đọc truyện mà em yêu thích. Nếu như em xin cô cho xem tranh, có ngày nhẹ cô cho liền. Cô giáo của em rất tuyệt, người tuyệt vời nhất thế gian. Cô giáo của em rất tuyệt và thật lòng này rất quý cô. Dạy cho ta luôn luôn yêu thương nhau, lòng thành sẽ chia quý bao. Cô giúp các bé biết sống tử tế và biết mến yêu bạn bè. Cô giáo tên là Appleberry. 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 A hai chữ B L E B E hai chữ R Y. Appleberry. Appleberry là cô. Cô giáo cô em rất tuyệt, người tuyệt vời nhất thế gian. Cô giáo cô em rất tuyệt và thật lòng này rất quý cô. Nhiều khi lo chơi nên gây ra đau hàn rồi mẹ nhiều cô giáo. Có cô quan tâm chăm lo cho ta là nên khóc ngay thôi mà. Cô giáo cô em rất tuyệt, người tuyệt vời nhất thế gian. Cô giáo cô em rất tuyệt và thật lòng này rất quý cô. Dạy cách nhảy múa hơn thu, rồi dạy từng lời ca chăm chú. Khúc ca ngu ngơ như sao vui ghê, thật thì qua không nhìn về. Cô giáo tên là Appleberry. 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 Ấy hai chữ P L E P E hai chữ O Y. Appleberry. Appleberry là cô. Cô giáo cô em rất tuyệt, người tuyệt vời nhất thế gian. Cô giáo cô em rất tuyệt và thật lòng này rất quý cô. Thường gây rối xuân xe chặt măng, nào ngờ được cô lo lắng. Có cô luôn quan tâm ta, tuyệt nhất thế gian luôn mà. Có cô luôn quan tâm.
Cho gì sẽ tiếp đây? Đây ta là mắt sâu. Điều chỉnh môi đôi mắt với miệng. Giá nghề là số nè. Mặt hạnh phúc hả ta? Mình phải làm sao đây? Mình cười thiệt nhiều, mình tươi vui lên. Cười nhẹ răng ra là mặt hạnh phúc. Cho gì sẽ tiếp đây? Làm mắt sâu, điều chỉnh môi đôi mắt với mình, dáng vẻ sâu nè. Mặt buồn hả ta? Thì phải làm sao nhỉ? Mắt rừng rừng, định mếu luôn, và giờ thì định khóc lớn. Cho gì sẽ tiếp đây? Để ta làm mắt sâu, điều chỉnh môi đôi mắt với mình. Làm mặt chẳng hả ta? Thì phải làm sao thế? Chân mày châu vào, miệng ngang ngang ra. Và giờ nhìn nè, mình gà thật lắm. Cho gì sẽ tiếp đây? Để ta làm mặt sâu, điều chỉnh môi đôi mắt với miệng. Dạng này mặt sâu nè. Làm mặt bất ngờ sao? Thì phải làm sao thế? Mở thật to, miệng hết hơi vào. Và giờ nhìn ra, lời mà bất ngờ. Cho gì sẽ tiếp đây? Để ta làm mặt sâu, điều chỉnh môi đôi mắt với miệng. Dạng nghề mặt sâu nè. Làm mặt em yêu sao? Thì phải làm sao? Bắt lòng lành, tìm kiếm niềm. Vào vòng, tay lên. Cho gì sẽ tiếp đây? Để ta làm mặt sâu, điều chỉnh môi đôi mắt với mình.